Báo cáo quý vị là hiện nay là ngày 19 tháng 12 năm 2016 và trên hình ảnh này chúng tôi đang giới thiệu hai bộ bàn ghế gỗ Tao Quảng Bình mã số T12 và T14. Thì bộ T14 là tôi hoàn thành ngày hôm qua là ngày 18 tháng 12 năm 2016. Thì nó có nhiều bộ cho nên là sợ để trong kho nó sẽ lẫn lộn, cho nên chúng tôi sẽ phải đánh dấu rất kỹ. Và hai bộ 12 và 14 này thì đều đục là chiến quốc đào chim, tức là trông cái hình ảnh nó rất là sinh động và đều là gỗ chọn vân. Thì chính ra là phải kê thành bộ, nhưng mà từ sáng đến giờ công việc bận rộn liên miên và đến lúc này thì cũng là hơn 12 giờ rồi. Tôi cũng phải quay nhanh chóng để còn vào ăn cơm, không thì cả nhà lại đang đợi. Nhiều bác nói vui là tôi thấy cậu làm việc từ sáng sớm tới khuya, không biết còn thời gian để ăn và để ngủ không. Thì thưa quý vị, đấy là một cái sung sướng hạnh phúc của cái người mà đứng ra sản xuất. Bởi vì khi mà mình sản xuất những mặt hàng của mình mà được nhiều khách hàng quý mến và yêu cầu liên tục thì đấy là điều sung sướng. Và dù vất vả hơn nữa chúng tôi cũng rất là vui lòng, không thắc mắc gì. Quý vị tiếp tục quan sát, vừa rồi là chiếc đi ghế dài, bây giờ sang hai chiếc ghế đơn T14. Một lát anh vào. Chiếc ghế đơn mà đều là hàng toàn vân đặc sắc hết. Và đây là chiếc ghế tiếp theo, cũng D14. Còn đây là những bàn đôn của cái bệ D12. Bây giờ tôi lia máy sang bộ D12 để quý vị nhìn thấy. Nó cũng đều là vân veo tương tự như hệ đấy hết. Bộ T12 tôi hoàn thành vào ngày 15 tháng 12 năm 2016. Cũng là chiến quốc đào chim, mà với sắc vân cũng tuyệt tác luôn. Tôi đi vòng ra ngoài để quý vị xem một chút. Và những cái hình ảnh này vừa quay hai bộ T12 và T14 là quý vị để xem là tổng thể và biết rằng là ở đồ gỗ Đức Hiền là chuyên nghiệp của các cái sản phẩm về gỗ gụ Tao Quảng Bình chọn vân. Và đây là hình ảnh đang quay ở phía trước tầng 1 khu A của chúng tôi, còn bên kia đường chính là khu B. Và hiện nay thì trong cửa hàng là đang sơn được một bộ cồn 12, còn cồn 10 thì chưa có bộ nào sơn được cả, chưa có bộ nào tự do, bởi vì là làm đến đâu là có khách đăng ký đến đấy hết và khi làm xong là đi giao luôn. Và hiện nay thì đang còn mấy bộ mộc đang đợi các cái quý khách ở xa gần về xem. Còn chúng tôi hy vọng là sang năm là sẽ bày biện nó sẽ được đẹp hơn nữa, bởi vì đây là hình ảnh khu C chúng tôi đang xây dựng, bên này là khu B. Như vậy là quý vị sẽ quan sát ở ba khu. Tôi đứng đây nhìn đây là khu A 6 tầng, khu B là đằng trước 3 tầng, sau 4 tầng, và đến khu C bên này nữa đang xây dựng. Xin chào và tạm biệt quý vị.